xin chào các bạn, lại là Phương đây. Và Phương đến từ shop đồ chơi xe máy Sơn quận Nhất, địa chỉ 191 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5. Và ngày hôm nay trước mặt các bạn đây đang là một chiếc Assetto 2019 đời đèn LED, được độ với rất là nhiều đồ chơi hài hòa từ dàn áo cho đến dàn tem. Chi tiết của bản độ này Phương sẽ tiết lộ ngay sau đây cho các bạn. Rồi bây giờ Phương sẽ chia sẻ cho anh em về những cái món đồ chơi có mặt trên cái dàn đầu của chiếc Assetto 150 này. Và tất cả những chi tiết đồ chơi này đều được anh chủ xe theo Sơn quận Nhất để mà nghe tư vấn. Về phía bên tay côn thì chủ nhân vẫn ưu tiên sử dụng côn dây và thay thế bằng cái tay côn Ascosato Italy. Và cái mẫu côn này thì nó có tích hợp chống gãy giống như Kosakota, để khi chúng ta xảy ra va chạm thì cái khúc gãy này nó sẽ bật lên, tránh cái việc là bị gãy những cái tay thắng ha, tay côn. Và chi tiết thứ hai Phương muốn giới thiệu cho anh em trên cái bản độ của chiếc xe này, đó chính là việc nâng cấp lên một cái cùm tăng Domino 2 dây ga nằm dưới nhưng được lật nằm ngang, và kết hợp với đó là những cái ống co ga titan giúp cho cái phần tổng dàn phanh này nó đẹp đẽ hơn. Và cái đầu đèn 2019 thì nó sẽ có đủ khoảng không cho các bạn gắn một cái cặp cùm công tắc rời. Ở đây thì chủ nhân lựa chọn cái cùm Domino on off bên tay phải và cùm Domino lớn bên phía bên tay trái để tích hợp đủ hết chức năng của chiếc xe này, bao gồm cả vaccine, nâng cấp lên bao tay để bóp êm ái và dịu dàng hơn, và gù bên ngoài cũng là gù titan luôn. Và đó là tất cả chi tiết trên dàn ghi đông. Bây giờ Phương sẽ chia sẻ cho anh em về dàn chân với những món đồ chơi rất là thẩm mỹ. Rồi các bạn sẽ để ý được một cái chi tiết nữa trên chiếc Assetto 2019 này, đó chính là việc lựa chọn dàn chân và dàn áo làm sao mà tem nó có thể trùng màu với lại cái dàn chân mà cái anh chủ nhân này đang đi. Thì về dàn chân chúng ta có những gì? Nếu như cái dàn chân zin nó quá đơn điệu thì chủ nhân đã bỏ và thay thế bằng một cái cặp mâm CNC XMOD với bản 1.6 trước và 1.6 sau. Với bản nhỏ như vậy thì dễ giúp cái xe nó thon gọn hơn rất là nhiều các bạn. Phần trước thì chủ nhân lựa chọn đĩa là Rambo Oversize chính hãng với size là 267, và kết hợp với đó là một con heo Rambo 4 bit đúc bát CNC được thực hiện bởi Sơn quận Nhất, chính xác, nhẹ nhàng. Và tất cả chi tiết trên cái dàn chân trước đều thay thế bằng ống titan, kể cả tán. Bên ngoài đó thì chúng ta sẽ có được cây cụm dây dầu heo chính hãng đảm bảo cho cái việc bóp phanh từ cái cùm RZ19 của Sakota xuống cái con heo 4 piston này thông qua một cái ngắt dầu màu xanh lục bảo. Và tổng thể dàn chân trước các bạn có thể thấy được là rất là đẹp đẽ và thực hiện chính xác, chuẩn xác bởi Sơn quận Nhất. Khi mà nói về chiếc xe này, về những cái tổng quan bên ngoài thì Phương thích nhất vẫn là cái việc lựa chọn đồ chơi nó đồng điệu màu hết tất cả. Phía sau thì anh sử dụng một cái gấp nhôm với cái xu hướng là theo cái style Mã Lai hiện tại mà anh em chơi rất là nhiều. Và đi cùng với đó là một con heo Rambo logo đỏ lớn được đặt một cái bát CNC nằm quay xuống dưới ăn hết với bố. Và ở đây thì anh sử dụng đĩa Kingspeed với những tán đỏ rất là đẹp. Nhưng mà để nói về chi tiết đồ chơi mà Phương thích nhất trên chiếc xe này, đó chính là việc thiết kế cái ben đạp sau. Đây là cái ben đạp được thiết kế theo mẫu Racing Boy mà ngày xưa chúng ta thường hay chơi, nó cập theo cái gấp các bạn. Và cái ben đạp này nó thứ nhất là nó show được cái ben đạp Rambo, thay vì chúng ta như zin thì chúng ta sẽ giấu cái ben đạp phía bên trong rất là khó thấy. Nhưng mà với cái thiết kế cái bát đạp nó đẹp như thế này thì chúng ta sẽ có được cái việc show ra ngoài cái ben đạp Rambo. Và ở đây thì tất cả chi tiết từ chân ben tới ốc đều là titan hết. Và các bạn thấy được là khi Phương đạp nè, cái càng thắng nó nhảy ra nhảy vô thì các bạn có thể thấy được nó. Ben đạp Rambo là một trong lựa chọn rất là tuyệt vời để mà truyền tải cái lực ben dành cho cái con heo phía sau thông qua một dây dầu heo. Và chi tiết cuối cùng mà Phương muốn giới thiệu cho anh em, đó chính là về cái hệ thống ống xả với cổ bô titan được thay thế cho một cái cổ bô kèm theo cái Vivo Uma Racing V3 dành cho Assetto 150 MS King. Và bên cạnh đó thì có vài chi tiết nữa, là ví dụ như gác chân kiểu Z1000, rồi bình dầu sau, nắp dầu titan và cây phuộc sau đã update lên cây phuộc Racing Boy với phiên bản premium ti vàng lò xo đen, có thể nói là một trong những cái phiên bản mà cực kỳ hiệu năng của Racing Boy và mẫu mã thiết kế rất là đẹp. Rồi một vài chi tiết nhỏ nữa để Phương liệt kê cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo được và muốn gắn ấn độ cho chiếc Assetto 150 MX King của các bạn, đó chính là việc lên lốc FZ màu vàng đồng zin, ốc titan và mang cá phía trước là làm từ titan và nhông sinh đĩa nhôm phía sau. Với tổng thể dàn chân như thế này thì các bạn có thể thấy được là rất là đầu tư ha. Một điểm đáng chú ý nữa là chủ nhân sử dụng luôn cái cùi đĩa X1R đây và nhông sinh đĩa nhôm rất là nhẹ nhàng, gắn như zin dành cho Assetto 150 135. Có lẽ đối với nhiều anh em chơi Assetto 150 hay Made King, chúng ta đều rất là khó chịu về cái việc
cụp cụp của cái bộ phục trước thì ở đây chủ nhân đã nâng cấp lên phục LCM chính hãng với chảng 3 dành cho Exciter 150-100 MX King. Chúng ta gắn không cần phải chế gì hết, cho cái độ nhúng của phía trước đâm hơn rất là nhiều, bỏ qua cái tình trạng lụp cụp gây khó chịu. Vậy là Phương đã giới thiệu hết cho anh em về tất cả chi tiết độ trên chiếc Exciter 150 phiên bản đời đèn LED này. Và nếu như các bạn chúng ta đang có nhu cầu muốn đổi chiếc xe này, mẫu xe này cũng như là Exciter 135 thì các bạn hãy ghé địa chỉ 191 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, shop đồ chơi xe máy Sơn, quận 1. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.